có mặt tại farm nuôi thử nghiệm của Đại học Cần Thơ trong cái dự án nghiên cứu ứng dụng vi sinh Microbilis trong trong cái giai đoạn này là giai đoạn thứ hai sau khi thử nghiệm về nuôi ở trên khu thử nghiệm của Đại học. Thì hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái mô hình của Đại học Cần Thơ, người ta nuôi như thế nào và người ta vận hành làm sao. Đây là ao nuôi thương phong, còn bên này là cái hệ thống tuần hoàn tổng vi sinh và nuôi thương phong. Ao vong này có nhiệm vụ của nó là lọc các cái chất như NO3 và một số các chất hữu cơ khác và để tuần hoàn nước lại ở trong ao nuôi này là 100%. Đặc biệt của cái mô hình này thì so với các cái mô hình hiện tại như nuôi thay nước, đó là nó thể giảm được rất nhiều chi phí về cái việc mà xử lý và cấp nước và hạn chế vấn đề sử dụng năng lượng điện trong quá trình nuôi tôm, vì hầu hết là 100% nước đều được lọc tuần hoàn và tái sử dụng cho từ đầu cho đến cuối của nuôi và có thể tái tiếp tục sử dụng cho nuôi tiếp theo, chứ không có thay nước, không có thay nước giống như cái mô hình mà chúng ta đang làm thực tế bên ngoài. Với cái mô hình này á, thì đây hiện tượng bây giờ tôm trong này thì nó về sai được khoảng 80 con này. Đây là một xác lột của tôm rất là nhiều. Thì đối với cái mô hình này thì cái chi phí đầu tư hạ tầng nó cũng không quá là lớn so với các cái mô hình nuôi ao bản chúng ta đang làm bên ngoài, và đặc biệt là vấn đề mà sử dụng hóa chất là rất hạn chế và đầu tư là khống chế thì phải rất tốt cho cái hệ vi sinh nghỉ dưỡng và vi sinh nghỉ dưỡng nó phát triển và nó tuần hoàn trong ao. Những cái việc mà các cái mầm bệnh như gan tủy cấp hay là thạch trắng thì hầu như nó rất ít xảy ra do cái mật độ của đồ bao tích là nó như còn có lợi rất là cao. Đấy, thì đây là một cái mô hình mà chúng ta đáng để xem, để so sánh và để có thể có những ý tưởng thay đổi cải tiến về cái mô hình mình hiện đang có để nó giúp cho các nuôi tôm bền vững hơn và hiệu quả hơn. Và cái khó nhất trong cái mô hình này đó là khống chế cái độc NH3 và NO2. Thì để làm được việc đó thì Microbilis đang ứng dụng vi sinh Microbilis Aquander 1 chứa hai chủng Nitrocomonas và Nitrobacter, và hai chủng này là chuyên trị khí độc NH3 và NO2. Và trong hiện tại trong cái các cái hệ thống nuôi này thì tuần hoàn nước 100% và hiện tại là tôm 76 ngày, và nồng độ NO2 trong ao chỉ 2 mg/lít, giới lượng rất là an toàn đối với tôm. Để đưa một cái sản phẩm ra thị trường đến với tay bà con nuôi tôm thì phải kiểm chứng cái hiệu quả của nó và phải làm một cách rất là bài bản, cụ thể, rất nhiều giai đoạn, và hiện tại là đang ở giai đoạn cuối cùng và đã thu được những kết quả ngoài mong đợi. Thì đó là một trong những cái mà tiêu chí về vấn đề hợp tác và cùng phát triển bền vững giữa các của ba bên, giữa nhà sản xuất, rồi nhà khoa học và nhà nông là người nuôi tôm, và sẽ phải mang lại cái lợi ích và cái kết quả cuối cùng và cho người nuôi tôm. Đó là tiêu chí của Microbilis và của Nhiêu Dân Phi. Như chúng ta quan sát đấy, với ao tôm 76 ngày và hiện tượng rất là ít nước, rất là sạch đẹp, nước rất là sạch đẹp. Hầu như
sau cái xưa cái khi mà chúng ta ứng dụng cái vi sinh vàng bilip vào ấy, thì hầu như cái việc mà bọt tạo tàn ở trong ao tôm là rất ít xuất hiện, và cái việc mà nhớt ở đáy ao là hầu như là hạn chế khoảng 70-80% so với không tự dùng chất lượng khác với cái ao đối chứng và cái ao thực tế. Thì hiện tại ở đây chúng ta có 6 ao, thì có 32 cái mô đun là 3 ao dùng để ứng dụng cái vi sinh microbilis và 3 ao để đối chứng. Thì có cái kết quả có sánh giữa hai cái việc sử dụng microbilis và 3 cái ao dùng để đối chứng. Đây là cái hồ tôm mà sau khi sử dụng vi sinh microbilis 76 ngày, tôm rất hiền đẹp, từng ruột tốt, gan rất hiền đẹp, bóng vỏ. We'll be right back.